Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, qua đó giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ hội viên thông qua lồng ghép vào các ngày truyền thống của hội, sinh hoạt chi hội, các câu lạc bộ, tích cực thực hiện công tác xã hội hóa, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ tặng quà hội viên phụ nữ khó khăn bệnh tật, các gia đình chính sách với hơn 13.000 phần quà trị giá hơn 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 100 máy ấm tình thương với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình mẹ đỡ đầu, các cấp hội nhận đỡ đầu hơn 400 trẻ với tổng số tiền hỗ trợ là trên 800 triệu đồng. Thông qua các hoạt động chăm lo hỗ trợ, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển kinh tế.